Rồi xin chào các bác nhá. Xin chào các bác, chào các bạn. Trước hết là xin cảm ơn các bác và cảm ơn các bạn đã xem cái video này của chúng tôi. Thì đặt trước trên màn hình như này thì chắc các bạn đã nhìn thấy tôi định nói về quả gì rồi. Thì hôm nay trong khuôn khổ video này tôi sẽ nói về cái quả na rừng. Đây chính là cái quả na rừng các bác nha. Cái na này là na miền Bắc các bác nhé. Na miền Bắc thì có hai loại bác nhé. Có một loại là nó các múi ở giữa nó hơi lõm như này. Còn một loại nữa là múi nó sẽ đầy lên. Thì trong cái video tới tôi sẽ có quả đầy lên thì tôi sẽ làm. Hôm nay là nói các bác cái quả nó lõm này. Đây các bác, lõm này, hơi lõm. Cái quả này thì nó nằm ở trên cái độ cao cỡ khoảng độ 600 đến 1000 mét. Mọc vào các cái vùng núi. Đây các bác. Đấy. Quả na này là ương rồi các bác nhé, chứ không phải là xanh đâu nhé. Các bác nhìn tinh trong cái khe này, các bác nhìn thấy không, nó hơi hồng hồng ở trong các cái khe này. Đây cái khe này nó hơi hồng hồng ở khe này. Đây này, đấy, đấy các bác nhìn đâu, nó hơi hồng hồng ấy. Đấy, thì cái quả này là nó ương rồi. Còn các bác nhìn sơ bộ thì nó là màu xanh ở phía ngoài, nhưng mà bỏ ra bên trong này nó là màu đỏ bên trong nhé. Thì quả như thế này là có thể dùng ngâm rượu rất tốt, bởi vì quả này chúng tôi còn phải gửi đi xa. Thì nếu như dùng những cái quả chín hẳn ấy thì không thể gửi đi xa được, nó sẽ hỏng ngay. Hơn nữa là những cái quả mà nó chín hẳn ấy thì sẽ bị các cái con vật nó sẽ sử dụng ngay, ví dụ như là cái loài khỉ hoặc là một số cái loài vật ở trong rừng ấy. Nó thấy cái mùi thơm của quả này tỏa ra cái là bắt đầu nó chén ngay, thì mình không được cái quả lành lặn như thế này. Đây các bạn này. Đấy, quả này thì chín hơn một tí, nhìn thấy đỏ hơn này các bác này. Thì hôm nay trong cái video này tôi sẽ giới thiệu cái cách để các bác ngâm cái quả na rừng này. Ngâm quả na rừng này thì không có gì khó khăn cả, các bác có thể dùng những quả nhỏ này, các bác dùng nguyên cả quả các bác ngâm cũng được. Không có thì các bác tách ra từng múi một, thì cái tách thì các bác dùng tay các bác tẽ ra nữa, các bác tay khỏe. Còn không thì các bác dùng cái dao các bác bổ ra nhé, xong đó là các bác tách ra. Đấy, quả nào cũng thế, quả này cũng thế này. Tí nữa tôi sẽ, các bác sẽ nhìn cái quả này rất xanh đúng không? Quả này chín hơn đúng không? Nhưng mà bên trong đều là hồng hết rồi các bác. Tôi sẽ tách cái quả này ra cho các bác xem. Quả này cũng thế này các bác này. Trông ngoài thì thế này thôi nhưng mà bên trong là chín hồng hết rồi. Thì về cái tác dụng của quả na rừng ấy thì trước hết là về cái màu sắc, và cái múi bên trong của nó có cái màu hồng, cho nên là trước hết là nó có cái tác dụng bổ máu. Chính xác là bổ máu, và thực tế đúng như vậy. Kinh nghiệm của dân gian ấy thì dùng cái này để bổ huyết. Còn kinh nghiệm của bà con dân tộc ấy thì dùng cái quả này để làm một trong những vị thuốc rất tốt trong cái thành phần thuốc của bà con. Tên gọi của cái này còn có tên gọi là chí chuân chua, hay gọi là tín khẩn. Đấy là cái tên dân tộc. Quả na rừng này thì nếu mà các bác ăn thì không ngon, nó có bị chát. Uống rượu thì cũng hơi chát chút nếu mà các bác pha nước, nhưng ngâm rượu thì một thời gian thì uống rất là ngon. Như thế này nhiều người là ngâm riêng cái quả na rừng không này uống cũng rất là tốt. Về ngâm rượu quả na rừng ấy thì các bác có thể ngâm riêng quả na này một mình nó một vị, hai là các bác ngâm chung với một số vị thuốc khác. Thì về cái việc ngâm chung các vị thuốc khác thì tôi sẽ có một cái bài giới thiệu riêng, và có cả một cái bài thuốc một cách ngâm rượu. Sẽ sau này tôi hoàn thiện thì sẽ để dưới cái đường link ở dưới video các bác có thể xem. Còn hôm nay thì sơ bộ giới thiệu các bác về cái quả na rừng như vậy. Để liên hệ mua quả na rừng thì các bác liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại 0932 340 345 để mua được những cái sản phẩm mà các bác ngâm rượu. Sau khi thưởng thức rượu thì các bác sẽ có những cái sản phẩm rượu ưng ý. Hiện nay thì tôi cũng nói thêm là cái về cái ngâm rượu thì có một loại sâm cau đỏ, hay một số nơi còn gọi là cái rễ bồng bồng. Thực ra thì đây chính là cái sự nhầm lẫn của người dùng. Cái sâm cau đỏ thì chính xác là gọi là sâm cau đá, là có một loại riêng. Cái loại này nó thơm, ngâm rượu uống ngọt và ngon. Và một loại nữa là cái rễ bồng bồng thì giống như cái sâm cau đỏ. Vì vậy cho nên là thường là hay bị nhầm lẫn. Các bác khi sử dụng thì nhớ chú ý về cái việc này. Hoặc là các bác có thể đặt hàng ở những nơi tin tưởng. Còn là các bác nào mà không muốn sự nhầm lẫn giữa cái rễ bồng bồng và cái sâm cau đỏ thì các bác dùng cái sâm Thiên Mao, hay còn gọi là sâm cau đen. Loại sâm đấy là loại sâm tốt nhất, cho cái việc bổ dương, bổ sức khỏe cho các bác. Cái quả na rừng này nó có tác dụng bổ về máu. Ngoài ra thì chúng tôi trong cái khả năng có hạn nhưng chỉ biết tác dụng sơ bộ của quả na rừng này thôi. Các bác nào biết về các cái tác dụng của quả na rừng, các cái phối hợp, các bài thuốc của quả na rừng thì các bác cho chúng tôi biết. Các bác có thể gọi điện theo cái số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác, hoặc là các bác có thể comment phía dưới video của chúng tôi. Ngoài ra thì cũng như trong các video khác, chúng tôi cũng rất mong các bác nào có cái bài thuốc dân tộc để chia sẻ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm video để chia sẻ lại cho các bạn, cho mọi người. Xin giới thiệu cái sản phẩm quả na rừng đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bác đã xem cái video. Xin nhắc lại một lần cuối là bác nào mua quả na rừng thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.